Xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm trưa cùng em nha. Đây là món gỏi ngó sen em mới làm. Ngon quá mọi người ơi. Làm rất là đơn giản luôn nhưng mà cực kỳ ngon luôn nha. Chua chua ngọt ngọt cay cay rất là ngon. Món này ăn rất là tốn cơm cả nhà. Này nấm rơm, kho tiêu. Mời cả nhà ăn cơm cùng em nha. Cảm ơn cả nhà đã đăng ký ủng hộ kênh của em để em có động lực làm thêm các video tiếp theo. Mời cả nhà.